Mơ thấy cái thang là điềm gì? Giải mã giấc mơ thấy mình đang leo thang, điều đó ám chỉ rằng bạn đã vươn tới những thành công mới, có được địa vị và quyền lực. Nếu bạn leo lên bậc cao nhất của chiếc thang, điều này biểu thị sự thịnh vượng, thành quả của sự cố gắng hết mình trong công việc. Nếu bạn mơ thấy mình đang xuống từ bậc thang, điều đó ám chỉ rằng bạn đang trốn tránh những trách nhiệm về mặt tinh thần. Nó biểu thị cho nỗi thất vọng và chán chường quá mức. Mơ thấy ai đó đang giữ chiếc thang cho bạn là điềm báo bạn sẽ đạt được những thành công và sự thăng tiến nhờ vào sự hỗ trợ của người khác mơ thấy bạn ngã xuống khi đang leo thang biểu thị rằng có những thử thách cam go những hiểm họa hoặc thất bại mà bạn sẽ phải đương đầu đang thường trực ở phía trước thấy một cái thang bị gãy trong mơ biểu thị sự thiếu kiên định không quyết đoán của bạn có thể bạn sẽ cảm thấy khó khăn trong việc theo đuổi những mục tiêu của mình nếu bạn mơ thấy mình đang tìm một cái thang chứng tỏ trong bạn đang có những quan niệm tiến bộ thậm chí muốn hoàn thiện bản thân hơn nữa. Bạn cho rằng, như thế này chưa đủ mà mình cần phải có những bước khai sáng. Những sáng kiến độc đáo khác. Mơ thấy mình bị rơi từ thang xuống là đi báo mình sắp bị kỳ thị, hoặc vô lễ. Mơ thấy mình nhảy từ thang xuống không phải là các mộng. Trong tương lai gần, bạn sẽ không đạt được thành tích gì trong công việc. Mơ thấy cái thang chọn số nào may mắn, dựa vào sổ mơ, nếu cái thang xuất hiện trong giấc mơ của bạn thì bạn có thể thử vận may của mình với số 02, 54 hoặc 65. Chim bao thấy trèo thang, 33, 78, 79.